Viettel và tập đoàn FLC vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2018-2022 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và điều hành doanh nghiệp. Viettel sẽ đồng hành cùng FLC trong quá trình chuyển đổi công nghệ số, tích hợp các sản phẩm để tối ưu dịch vụ cho khách hàng. Đồng thời, Viettel hỗ trợ FLC tiếp cận thị trường 60 triệu khách hàng trong nước cùng 40 triệu khách hàng trên thế giới và phân phối vé máy bay qua các kênh bán hàng trực tiếp cũng như các kênh số do Viettel phát triển và sở hữu.